Xin chào cả nhà. Thì hôm nay anh Định sẽ giới thiệu với cả nhà với một món, đó chính là thần kê thả vườn. Và đặc biệt, cái điều đặc biệt hôm nay đó là nấu với hàng Việt, đó là chị Như đến từ Đài Loan và bạn Duyên. Và điều đặc biệt hơn nữa đó là cái món này thì chúng ta có thể thiếu chị đầu ăn quen Duyên. Và đây là nồi chấm không, không có gì nha cả nhà. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu nha. Nguyên liệu mua làm món này á, thì đó chính là đầu tiên đó là lòng gà. Nếu mà mình không thích ăn lòng gà thì mình sẽ để lòng vịt và bất cứ lòng gì, lòng người. Ok, và nguyên liệu thứ hai đó chính là rau. Thì chúng ta ngày hôm nay thì mình sẽ làm rau là giá hẹ và cà rốt, sắc lát. Rồi gia vị đó chính là nước tương, tỏi, bắp và dầu. Và chúng ta thực hiện nó rất là đơn giản. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt cho nồi nóng lên và sẽ mở nắp ngay. Khi mà nồi nóng á thì bắt đầu chúng ta sẽ bỏ cho ăn vào. Rồi, khi mà bỏ một tí vào và khi mà dầu ăn nóng thì chúng ta sẽ thả một ít tỏi băm. Khi mà tỏi băm đã có mùi thơm rồi nha, chúng ta cho rồi lúc tiếp theo chúng ta bỏ rau vào. Và cuối cùng chính là chúng ta sẽ bỏ nước tương. Cái điều đặc biệt chính là mình nấu từ cái nồi Amiwin thì mình sẽ không có dùng hạt nêm. Thế nên là mình sẽ hạn chế gia vị, mình sẽ đỡ bệnh tật. Và cái câu khó nhất đó chính là câu cuối cùng chính là đóng nắp nồi. Và câu này trên lịch tới giờ là chị Như thực hiện, chính là đóng nắp nồi. Đóng lại và chúng ta sẽ chờ khoảng nếu mà món này tầm khoảng cỡ 4 đến 5 phút. Khi nào mà hơi nó bốc lên thì chúng ta sẽ quay cái nắp nồi và chúng ta sẽ phóng lên đại chính. Và chúng ta cùng chờ đợi nha.